Anh cái áo này anh nói thiệt chứ anh mặc được chứ anh mặc sao được. Để con. Em mở ben ra mặc được nha. Mở ben nói gì nữa. Mở chút xíu ben cũng không được em. Cá không? Cá có mặc được không? Cá. Cá mặc vừa bây giờ thấy cá cái gì đi. Cá cái gì đi giờ chăm. Hai trái xoài. Em làm mặc vừa đúng không? Em nghĩ mặc à, mặc à. Không vừa đâu. Em cũng không thành. Không, nếu mà trời không là vừa. À, cá cái gì mới được? Hai trái bưởi. Đậu hũ đi. Hai trái bưởi. Sầu riêng, anh Phương hai trái bưởi. 5 cái sầu riêng, còn em làm 50 ly đậu hũ. Hai trái bưởi. À sao? Rồi ok có cắt rồi. Rồi 56 giờ bao nhiêu em ơi? Chị bận vừa. Thì anh Phương sẽ mời lại đi lọc luôn à. Anh Phương sẽ mời nhiêu? Thôi không được anh ngọt ra em cũng phải vô trong nhà em thử là mà giờ quay gắt rồi. Giờ em Phương, anh đừng có quay đằng trước, anh quay đằng sau đi. Anh quay đằng sau một cái lưng cái người của anh. Thôi chốt lại để mình có để kiếp có kèo. Hồi sáng á, hồi sáng lúc mà mới quay á là anh chưa ăn sáng, là nó dày, còn bây giờ nè, còn bây giờ nó dày. Vậy là bởi vậy nên phụ nó mấy chị hay cầm nón lá để. Đúng rồi, che bụng bớt. Trời mưa mà không lấy rồi. Trời mưa. Thiệt. Nhưng mà phim trước là vừa thắp nhang xong cái mưa ào ào ào. Mưa là hết. Bên này cũng mưa nè. Trời. Tới nái luôn. Tới nái quá nhất anh em Nguyễn Duy Trinh. Ừ, hết. Đi dậy luôn á. Con nhỏ ra đi thắp nhang. Giờ này từ sáng giờ là cũng quay được 7-8 phân đoạn rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cho nên là mọi thứ chưa có vô nguồn lắm. Ngày mai bắt đầu là lùa là gì mọi người hiểu không, là tốc độ sẽ nhanh hơn. Ngày hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên cho nên là mọi thứ nó chưa có ăn nhập lắm, chưa khớp lắm. Ơi đôi dép này nó bị chặt chứ trời, đỏ chân hết rồi. Ừ. Cái dép này của anh này sao nó cũng vậy rồi, sao nó cũng chặt như nhau vậy trời. Chân em bự hơn chân anh mà. Em mang nè. Trời ơi. Chân của em bự hơn nè. Trời. Con gái. Lấy đường đi ra. Cái cửa này. Lên xe tay ra đi. Nè, xe tay của Trâm với tay con Khương nè. Trời ơi. Tay em. Cứ ngón tay em dạng ngón tay em. Người ta ý là vấn đề là tay em rất là bự. Em coi, u trời ơi. Mọi người ơi, chỉ tay của anh Khương là chữ M là may mắn nè. Còn của em là ai y à. Chữ M rồi. Ui. Tay của anh Khương có hai chữ M luôn nè. May mắn. Hai chữ M luôn nè anh. M nè. Còn của em đâu, ai y thôi nè. Lên máy rồi. Ai em ăn hả? Còn anh Cương là có hai cái M luôn là rất là may mắn. Mày nghe vậy thôi chứ mình cũng không biết nữa. Thấy chưa? Ông trời rất là thương mình. Thấy trời hầm nắng quá, nóng quá, mưa dài giọt xuống. Cho nó mát mẻ xong rồi lại thạnh đi. Hết mưa rồi. Cảm ơn ông trời. Không đeo. Cậu cái đó rồi, cậu cái thế đó rồi. Cậu có dài đó, sát có đồng nghiệp đó. Lấy dưỡng gì nào? Ăn Tết, bằng áo này mát không anh? À, mát cái áo thôi chứ còn người cũng đổ mồ hôi đúng không? Có làm mấy cái gì thường không anh? Hôm nay là cái màu áo này. Sản xuất thành thánh thiện sản xuất hả? Thì thánh thiện là team sản xuất.
Cái áo này anh nói thiệt chứ anh mặc được chứ anh mặc sao được. Vậy con. Em mở ben ra mặc được nha. Mở ben nói gì nữa. Mở nó chút xíu ben cũng không được em. Cá không? Cá có mặc được không? Cá. Cá mặc vừa không? Bây giờ thấy cá cái gì đi. Cá cái gì đi? Hai trái xoài. Em làm mặc vừa đúng không? Em nghĩ mặc được. À, mặc à. Không vừa đâu. Em cũng không thành. Không, nếu mà trời không là vừa. À, cá cái gì mới được? Hai trái bưởi. Đậu hũ đi. Hai trái bưởi. Sầu riêng. Anh Phương thì cá 5 cái sầu riêng. Còn em làm 50 ly đậu hũ. Hai trái bưởi. À, sao? Rồi ok có cát rồi. Rồi 56 giờ ba nha. Nếu mà chị bận dừa. Thì anh sẽ trả thì anh Phương sẽ mời lại đi lọc cho luôn nè. Anh Phương sẽ mời nhiêu? Thôi không được anh ngọt ra em cũng phải vô trong nhà em thử là mà giờ quay gấp rồi. Giờ em Phương, anh đừng có quay đằng trước, anh quay đằng sau đi. Anh quay đằng sau một cái lưng cái người của anh mới chốt lại để mình có để kiếp có kèo anh lọc nè. Bây giờ nếu như mà Thanh mặc vừa áo này á thì anh Phương sẽ mất 500.000 mua 50 ly đậu. Rồi 500.000 mua đậu. Nếu mà chị bận không vừa thì em mua đậu hũ. Em mất 500.000 mua đậu hũ. Đúng rồi. Vậy Thanh nó đâu thua gì đâu. Okay. Nhưng mà kiếp mình đều có. Nhưng mà chị có chưa mở be ra bồn đó không, không. Nè bây giờ anh em chung kèo nó không, anh em nó mà không được. Không được, em đại diện cho 50 người kiếp lần không chốt kèo xong rồi, rồi quay vô. Quay ok. Đi 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 đi. Tại vì mình phải quyết đấu để cái kèo này ai thắng ai thua gì ekip 50 người đều có. Đứng bên cửa nha. Đứng bên cửa nha. Rồi dẹp xe máy luôn. Rồi anh Tưởng, anh Tưởng. Rồi. Rồi. Em nữa vô thử xong rồi có cá em lấy. Rồi. Rồi này anh có thể theo anh này. Xong cảnh này mình sẽ thử rồi để ngày mai đoàn có đậu hũ ăn. Dạ rồi. Nói anh Thanh mặc áo này vừa không? Vừa. Anh nói anh Thanh mặc áo này vừa không? Vừa. Anh Thương chuẩn bị mất 500 ngàn. Anh đang làm cho em vui đó. Nó phải là thẳng xuống chứ nó không được hở giống vậy. Ủa miếng sao mặc nó không, nó hở giống vậy là chứng ngọt không vừa rồi. Cái này cũng được miếng sao nó là chậu. Biết sao không, tại vì con Thanh nó không còn máu hộp kính nó xả chứ nó đừng có nhiều rồi. Thôi anh Tiên, em giận á, em biết giận nha. Nhưng mà chốt kèo rồi, chốt kèo rồi. Ngày mai đoàn vẫn có đậu hũ ăn. Bây giờ anh muốn ăn đậu hũ không? Ai đang ngồi ghế? Đường nào đường nào ai chứ không có ăn luôn. Rồi bán người vô trong, bán người vô trong. Ủa mai em có một con đoạn nào hả? Em không biết nữa. 12 giờ trưa mai. Một ngày mai là. Dạ thôi thử luôn à. Thử được sao vậy? Ba người đi nè. Đấy. Ba người đó. Đi thôi không? Ba người đó, đây. Cột cột nóng chứ đúng không? Đây. Anh đi trước. Anh nha. Em đi sau á. Đấy. Đó, có người cùng đi sau á. Hôm nay em đi. Là anh Phương đi, anh Phương đi sau cùng mà. Anh Phương đi sau cùng. À, ba người quàng tay nhau, ba bà kia. Đúng rồi, đi. Đi. Đúng rồi. Vừa đi ẻo á, hai bà kia ẻo nha. Đúng rồi. Đúng rồi, bà cà thước ẻo nha. Chị ơi, lùi lại luôn kìa. Rồi, ok. Anh Tiên ẻo. Em trai. Ok, quay. Ở đây thấy quay. Là lông hút rồi kìa. Theo trong Thanh Lý Thiện, anh Phương vừa mua 100. Đứt nút hết rồi sao mặc? Dạ nó đứt hút quá rồi. Để mặt đứt hết rồi. Đâu có đứt đâu anh thử rồi. Tụi con đang cá độ với nhau để có động lực mà giảm cân. Má con Quỳnh cá độ bà ta nói thiệt, ngày mai mình sẽ có được 50 ly đủ ăn. Cái áo bà ba của má nào nè, cái sau là cái gì để cho Duy Nhi thay đồ. Rồi rồi đây con ngồi anh Tiên ơi, đi tụi quần giùm em đi. Tụt quần giùm em đi. Em là cái nào có em không? Em có quần bà ba này, em đi thay cái áo luôn là xong. Lưu Hà Trinh. Này người ta chứng bèo ra chưa nè. Quay chú đây coi chừng. Em dự đoán là cái áo bà ba anh Phương đang mặc á. Tiên ơi, em đang cần cái quần đó để cho Lưu Hoài Trinh quay á anh. Nhanh. Dự đoán coi chị mặc vừa không? Hồ Bích Tranh nói là chị mặc vừa. Nếu mà chị mặc vừa thì anh Phương sẽ ngồi. Cả đời năm xuất ra 500.000 năm đậu hũ. Đậu hũ không nhất sợ. Đậu hũ 500.000 mua đậu hũ chứ phải là 50 ly đậu hũ. 500.000 là 50 ly. 500.000 50 ly hả? 50.000 ly hả? 10.000 ly à. Ok chị. Ủa? Đã có đậu hũ ăn còn. Ủa? Còn nếu như mà chị mặc trời ơi chị không mà nếu mà chị mặc không vừa là
chị. Thôi liên quan gì chị là phải người đền chứ. Hồi nãy clip đã ghi lại rồi, em là có chứa cãi. Ok chưa? Chị là gọi là vật thí nghiệm rồi. Chị bây giờ chị em quên. Anh đang chăm chung một phe. Thật sự luôn á em. Không, anh thương. Thật sự 500 ngàn nó không có lại gì cái danh dự của em luôn á. Lỡ em đấu cái sự tổn thương đó. Lỡ em mặc được không vừa là quên em luôn. Tâm lý thì sao? Cơ mà con bây giờ một là anh nó 500 hai là em đó. Thôi thả con Phi ra đi thay quần nè. Phi thay cái quần quay em ơi. Em đi thay đồ đi. Không phải áo này, áo trong kia kìa. Trời đất ơi, cái đoàn chị đâu mà nó ồn như là cái chợ bánh. Chồn bán cồn mà bán cồn có được bán đâu. Gì nghe nè, tại vì á đang lăn tăn không biết có hay không. Mồ hôi hai người hả, để chị dẫn lên trên lên cho chị thay đồ cho kịp, cộng thêm cái mồ hôi của mình nữa. Chị đây đây. Bây giờ chị mà không tay là chị mất 500 đó, chị đừng có câu giờ nữa. Anh Phương đứng đây, anh Phương đừng có bỏ đi. Đứng coi thay đồ, đứng coi phụ nữ thay đồ. Ủa anh chị ơi, em xong vô, em xong vô nha. Cái nào của em để riêng ra đi. Không mặc được là đã ra rồi. Ủa không mặc được này mất tiền mà. Phải mặc được, phải mặc được. Em phải xong vô mặc cho được. Đúng rồi. Lộn áo vậy, sao nào vậy? Không, thanh lịch đúng không? Đúng rồi, anh Phương. Anh Phương hãy quay cận anh Phương. Quý khán giả hãy nhìn cận phần anh Phương. Không, anh Phương. Ra bằng cái bàn ngủ ra đi. Thấy chưa? Đó, anh Phương. Nhưng mà thanh mặt áo thì vừa là xong. Không có chọc nha quý vị. Nãy có khán giả nói với anh đó. Cái clip trước anh núp đó nói trời cái bà nè. Cái đi cái bên không vừa mặc áo này sao vừa. Anh nói cá cho khán giả thấy đó. Gì? 500 ngàn có gì đâu. 500 ngày mai mua đồ hủ cho bà nha. Anh Phương. Anh Tuyên anh ra đây hồi nãy anh nói em gì? Anh nói vừa mà, anh xin em mà. Không, anh em quay mặt anh Tuyên để coi hình Tuyên luôn. Nãy em cho em động lực đàng hoàng em muốn tin hả? Không. Em còn có phải không? Nè, em mặc vừa không? Chưa mặc. Dạ. Nãy chưa mặc vừa đó. Dạ, dạ. Cảm ơn sợ mình đã tin tưởng. Vậy giờ cá cái áo này đi. Rồi, mình có 500 ngàn đậu hũ rồi chị Quỳnh. Rồi, ok. Mai mình chị đưa em một cái áo, áo ba cái chị. Mai chị em có được không? Đưa được áo này. Vừa hết à. Áo nào đây. Ôi, cái áo này trăm mặc là chật nha. Sao em mặc vừa? Đã chết tháo chiếc beo ra rồi mà. Tháo chiếc beo chưa? Tháo đó chưa tháo. Chưa, lấy cái áo tháo chiếc beo. Tháo rồi nè. Tháo rồi áo đó. Rồi bây giờ cái gì? Lấy cái áo mà tháo hai bên đó. Thôi chị cho em xem quá. Ok ok chơi luôn. Nhưng mà chị không có bỏ tiền ra đâu. Chị làm sản xuất chị đâu có tiền đâu. Chị đâu có bỏ tiền đâu, chị chỉ bỏ thân xác chị ra thôi. Bây giờ anh Tuyên đi. Anh rồi, chị đưa cho em một cái và ba cái nữa. Anh Tuyên cái áo này mặc vừa anh Tuyên. Không, giờ cá nè, cá này cái quần của anh đội vừa không? Ủa anh đi kỳ anh. Ủa nha. Cá này của em nói nha, em phải con nít nha. Cá không? Anh nói cái quần này Thanh đội được nè. Anh đừng nói nha, đội thì đội vừa đó anh. Em giải không mà có gì đó. Chị có mấy cái áo ngắn tay á, mới là của anh Phương, còn dài tay là của em. Ngắn tay có hai ba cái áo cỡ đâu cái gì ơi. Nó thơm lắm, cái mùi nó đó 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 mấy cao lên nắng nóng rồi nè không à cá nó cơ lên men của chị là nó mùi hôi của chị ai nó cho mấy con đâu em quay qua tôi nghe ra chuyện thôi hay quá rồi nói của anh không có hôi đừng có bỏ đừng lấy nên đưa ra đi chứ quay không có kịp ngày nữa kìa 500 ngàn nha anh Cương ơi. Má anh chị ơi có ba lô qua trên giường á, lấy cho anh chiên cái giường á. Trời ơi, quý vị khán giả ơi, cái áo này mặc trăm nó cá mình mặc vừa hay không, nghĩ sao vậy?
Nãy em cái này em thắng rồi. Đây mọi người coi Trâm nè, Trâm ốm 7kg rồi mà còn có người vô nói là em cho Trâm sao mày mập quá vậy. Rồi cũng ốm 7kg rồi. Bây giờ trên mạng hay vậy lắm. Chán hai cái sao mà xài hai cái là hình như mình vô trắng mình bị phình ra một tí hình thôi. Bây giờ bye bye Thánh Hiền vô thay đồ đây nha, chị để mọi người đứng kế bên con nè, hai cô gái bà ba nè, cô nào đẹp hơn đương nhiên là cô Thiện rồi. Ồ vậy là ngày mai em phun nha, lấy nữa nay lấy tiền phun liền nha. Dạ, ngày mai phun không, ngày mai em đặt đủ rồi anh phun trả tiền rồi. Ok rồi, cảm ơn mọi người nha. Mà mắng ngoài. Trời ơi. Bữa trước thì đậu uống không? Đậu uống không? Nhất Sài Gòn ngày mai vậy là má má Quỳnh không mỏng đi. Không có lộc ăn rồi. Má Quỳnh lên mình đặt tiếp. Không chị, người ta đặt lần 50 hộp chứ đặt một hộp mà không đặt. Không, mình đặt tiếp 50 hộp. Vậy, vậy thì cái người mà đặt 50 hộp đó là ai trả tiền nè? Trả đồ tiếp. Trời ơi. Má đầu phim bơm tắt không nói tiền bạn mới bay. Trời ơi. Tôi không có lộc ăn rồi. Rồi ngày mai mình sẽ ăn đồ uống rồi quay cho mọi người coi. Nhưng mà mong tắt mà cứ có tiền bảo